Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Thì đây là S20 Ultra. Thực ra thì mình có đủ 3 máy, thế nhưng do thời gian quá ngắn thế nên mình chỉ quay được cho các bạn mẫu Ultra mà thôi. Những chiếc khác thì hẹn các bạn trong video sau vậy. Và qua sự kiện thì có lẽ các bạn cũng đã thấy được về hình dáng, về cấu hình của từng chiếc máy rồi. Nó chả khác gì với những thông tin leak ra. Thế nhưng chúng ta cũng sẽ cần để ý một số điểm ở phần thiết kế. Thì chiếc S20 Ultra cùng những chiếc S20 khác cũng đã được làm vuông hơn so với thế hệ S10 Series. Nó mang hơi hướng của dòng Note, tạo ra vẻ chững chạc hơn chứ không còn vẻ ểu điệu mềm mại nữa. Tất nhiên thì ba phiên bản đều được hoàn thiện từ kính và khung viền kim loại. Riêng phiên bản em út là chiếc S20 sẽ có thêm phiên bản màu hồng nam tính để anh em có thể dễ dàng lựa chọn. Tuy rằng là phiên bản lớn nhất, thế nhưng S20 Ultra vẫn mang lại cho chúng ta một cảm giác cầm nắm dễ dàng. Vì thực chất thì nó sẽ không to hơn chiếc Note 10 cộng là mấy, 6,9 inch so với 6,8 inch. Thế nên anh em nào đã cầm qua Note 10 cộng rồi thì hoàn toàn có thể dễ dàng cầm nắm chiếc S20 Ultra này. Quay ra với phần mặt trước thì S20 Ultra sẽ có màn hình kích thước lớn lên tới 6,9 inch như mình đã nói. Cùng với đó thì độ phân giải sẽ là 2K cộng tấm nền Dynamic AMOLED với tần số quét lớn nhất là 120Hz. Chúng ta cũng có thể chuyển nó về 60Hz để tiết kiệm pin hơn rất dễ dàng ở trong một cài đặt. Thế nhưng để mở được cái tùy chọn 120Hz thì các bạn lại phải hạ độ phân giải về Full HD cộng trước. Thế nên mình hơi hụt hẫng ở điểm này. Trải nghiệm về hiển thị thì cái màn hình này không có nhiều thay đổi so với thế hệ S10. Góc nhìn vẫn tốt, màu sắc và độ nổi khối tuyệt vời. Thế nhưng mà cái phần cong của màn hình nó đã ít đi. Và một điểm nữa đấy là với S20 và S20 cộng thì nó đã là màn hình phẳng chứ không còn là màn hình cong. Ngoài màn hình lớn nhất thì S20 Ultra cũng sẽ là chiếc máy sở hữu camera khủng nhất với độ phân giải là 108 megapixel cho camera chính, hứa hẹn mang lại chi tiết cực kỳ ngon khi các bạn chụp ảnh. Camera góc siêu rộng 12 megapixel và camera zoom tele 48 megapixel cho khả năng zoom quang 10x và zoom kỹ thuật số tối đa lên 100x, và các bạn có thể nhìn qua cái video mà mình đang zoom ở đây từ trên cao xuống mà chi tiết bức ảnh vẫn mang lại ngon lành, quá kinh khủng cho đội nhà Samsung. Và tất nhiên không thể thiếu ở đây là camera TOF. Thêm nữa thì đây cũng là sản phẩm đầu tiên được trang bị camera selfie lên tới 40 megapixel. Ngoài ra thì camera 108 megapixel còn mang lại cho chúng ta khả năng quay 8K. Thì đây cũng là thiết bị di động đầu tiên trang bị khả năng này, cùng với đó là quay video thủ công Single Thick Mode giúp cho chúng ta có thể chụp cùng lúc 5 bức hình và lưu lại 2 video bằng một cú click thông qua AI. Nói chung rằng là với chiếc máy này thì sẽ có rất nhiều tính năng hay ho ở phần camera để cho các bạn có thể dùng. Về cấu hình thì S20 Ultra cũng được trang bị như những chiếc máy khác của nhà Samsung, như là S20 hay S20 cộng thì cũng sẽ có cấu hình tương tự mà thôi. Thì nó vẫn sẽ là chip Exynos 990, RAM 16GB và 512GB bộ nhớ trong. Hai phiên bản S20 và S20 cộng còn lại sẽ có tùy chọn RAM là 8GB hoặc 12GB RAM, bộ nhớ trong 128GB để cho mọi người có thể dễ dàng lựa chọn. Tất nhiên thì với xứ Âu sẽ có thêm tùy chọn là chip Snapdragon. Mình thì vẫn hy vọng là năm nay Việt Nam sẽ đưa về phiên bản chip Snapdragon, nhưng cũng sẽ không chắc chắn đâu, bởi vì hãng vẫn chỉ nói là vẫn chưa rõ là sẽ phân phối bản Exynos hay là phiên bản Snapdragon. Thế nên mình vẫn sẽ có một cái gì đó gọi là hy vọng được đưa về phiên bản Snapdragon để anh em có một cái hiệu năng khi mà chơi game là ngon nhất. Pin thì cũng đúng như dò gì, sản phẩm sẽ có pin là 5000 mAh, sạc nhanh 45W, cùng những tính năng phụ thì vẫn được duy trì như khả năng kháng nước không bụi bẩn IP68, loa kép Dolby Atmos. Nói chung với S20 Ultra thì đây là một sản phẩm hoàn toàn xứng đáng trở thành sản phẩm cao cấp nhất của nhà Samsung. Từ kích thước màn hình lớn nhất, pin lớn nhất, RAM khủng nhất và camera cũng khủng nhất. Còn các bạn thấy sao về chiếc máy này? Xin một comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp bạn trong những video lần sau. Đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam nhé.